I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health với KT. Các bạn, lâu rồi mình cũng không có up một con mu nào ha. Nay chúng ta quay lại với chủ đề là mu organic bản 1 ha. Tới bờ thứ 12 rồi. Thì có một con mới test, giờ mình tạo con mới đi. Đấy. Phê chưa? Phê chưa? Đây là những cái con lúc trước nè. Mấy cái blast nhân vật lúc trước nè, pháp sư, đồ kiếm sĩ, đồ cung thủ. Không còn gì xa lạ đó nhiều bạn ha. Cái clip này là cái clip review mở đồ ha. Đó. Giờ mình chọn con nào ta? Thôi để kiếm sĩ đi. Một cái lát mà thường thấy nhất ha. Còn cái phần cái phần mà hướng dẫn đăng ký là chắc hỏi cần rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào game full Việt hóa ha. Cứ dùng thôi, nó cho rất là nhiều ha. Bây giờ các bạn cứ đi mà hỏi đi hỏi làm nhiệm vụ luôn. Làm nhiệm vụ thì sẽ có đồ, nhưng mà hỏi làm ha. Tại vì đồ chúng ta có thể mua trong shop rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta vào túi nè. Đây là từ từ đi, đây là kinh nghiệm, dùng hết luôn ha. Yeah, tăng kinh nghiệm lên chuyển sinh chính. Con này mình có giới thiệu vài lần rồi ha. Và nhiều bạn chắc cũng đã quen với con này rồi. Đấy, cánh ăn luôn, ăn hết ha. Thì một ạc như vậy là nó cho được là khoảng 500 triệu. Và 500 triệu thì các bạn tạo 4 ạc sẽ được 2 tỷ ha. Để điểm vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi 1 tỷ, nãy mình tạo 1 ạc rồi. Các bạn tạo 4 ạc, full 4 ạc thì nhân vật của bạn sẽ được full là 2 tỷ ha. Một tài khoản được 2 tỷ. Rồi chúng ta chuyển sinh chính rồi nè ha, level 18. Rồi đi vào xem coi có cái gì ngon nữa không. Rừng thú mở ra. À con này sắm xét gì nè, đó. Không thì chúng ta có thể cưỡi rồng ha, cưỡi rồng bay. Con gì nữa, nó cho con gì nữa ta? Đâu rồi, đây. Sao con này đã có rồi mà. Vứt đi. Sức nè, đó. Đó, thấy không, các bạn thấy không, đây. Cưỡi rồng bye bye đâu ha. Có con kim quy nữa nha các bạn. Đây thời trang cho em, nó mặc đồ vô cái đó xăm mình luôn ha.
cái kiếm sức mạnh. Ồ, chiến sinh cấp 13. Thôi để đó đi. Ồ, 4 con là hết mạng nữa rồi. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up. Sao ta chọn cái quăng qua đây không được ta? Tào lao. Đây bò cạp nè. Con rùa có ai cờ bỏ nè. Bây giờ mình mở full cái này để mình mở full code cho các bạn xem ha. Đã lâu rồi không up con này, nó up lại thôi. Vô cái phần nạp ha. Đó. Rồi vô đặc quyền VIP. Ủa phải, bậy rồi. Tào lâu quá không làm. Rồi vô nạp thẻ ha. Bấm vào viên kim cương bất kỳ. Đó, nó sẽ chuyển qua chúng ta. Ở đây chúng ta có 1 triệu xu nè. Đó, nạp lấy cái lần đầu luôn ha. Rút kim cương luôn. Mình hướng dẫn các bạn rút luôn. Rút 1 triệu. Ok. Đó, nạp qua đầu nè, lụm nè. 1 triệu, nhận. Đó, hỏi cần ấy luôn, lấy phần này luôn. Hết rồi, cái này hết rồi. Đây, lượm luôn phần nạp mỗi ngày nè. Đó. Tích lũy nạp luôn à. Bạn nào muốn chừa lại thì cứ chừa ha. Không thì chúng ta xài hết. Các bạn chừa, các bạn có thể mua thẻ tháng nè. Đó. Nãy mình quên chừa ha. Các bạn chừa lại mua thẻ tháng ha. Thì các bạn sẽ nhận được cái cánh nè. Thời trang nè. Đó. Cánh nữa nè. Thì thưởng cấp, thưởng chiến lực, tà le, hộp me gì đó. Rồi tiếp tục bây giờ mình ăn mã code ha. Chết rồi, đâu rồi, đây, bấm vào đây đi cho nó nạp. Rồi, nạp. Rồi, ở đây chúng ta nạp ha. Rồi, mình sẽ để cái mã code ở dưới cái phần miêu tả ha. Có y full link cho các bạn lấy về đó. Rồi, các bạn nhập cái đó vào cái phần này ha. Không phải nhập ở ngoài web hay gì hết nha. Đây, nhập ở đây, nhớ là nhập ở đây nha. Nha, đó. Demo một hai mã cho coi nè. Đó, coi đây thời trang thú. Ok. Thời trang nằm đâu rồi? Đây, khác. Hư. Đấy. Đó. Vô. Túi. Rồi, ở đây đó, quá trời đây nè. Con mà mình muốn nói tới là con này. Đây, mình thích nhất là cái này ha. Đó. Dùng hết thời trang luôn ha. Đây, thời trang con rồng hồi nãy. Đó, cái này con phượng hoàng ha. Đây là con sư tử hồi nãy. Mở hết cho các bạn xem. Clip này là review mở code mà ha. Đó. Báo sắp xếp ngầu vãi. Gấu. Gấu bắt cực. Bức cái con gì đó không biết. Whoa, honey, I'm a perfect 10.
con gì đây? Ô con Goro. Ô nãy là đây trong này có con rồng nè, đó rồng nữa nè, con phụng nè, ở đây có con rùa nè, ớ con này con này con lân này, con rồng nè, có lâm lân quy phụng đủ luôn rồi. Gì đây, rồng tốc độ là con gì đây, vải thời trang rồng tốc độ. Ừ thì con rồng, ừ đâu có ai nói gì đâu, ừ con rồng. Thời trang nửa xanh, ok. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Chiến mã, con này nè, con ta đã để là con ngọc mã, con này là con nhân sư chứ. Đó, nhìn ngầu không? Con nữa, đâu rồi? Đây. Con gấu trúc hay là con cái bộ đồ này chuyển sinh 13 mới mặc được. Đầu học con cóc. Thôi, mình là chỉ review cho các bạn thôi, nhưng mấy con này là mình free shop hết ha. Đây là cánh. Mặc cánh vô trước mới mặc được mấy cái kia ha. Mặc luôn. Đó. Thì xe vợ ở đâu á? Đây một cái cánh, nhưng mà để đó đi, mình sẽ ăn full code cho các bạn xem ha. Đó, rồi vào đây mình ăn full code cho các bạn ha. Thì server ở đâu của các bạn, có tiếng Việt nữa nè, chắc không phải server Việt Nam. Rồi bây giờ mình nhận xong rồi ha, bây giờ mình vào thư nè. Khoan, bên này có gì nè, đó nhân vật thiệt nè nha các bạn, đó người nè, nhân vật thiệt nè, xem trang bị đù nhìn quả chưa. Rồi để mình nhận đồ vô rương nha. Cả trong rương nè code rất là nhiều ha, nhưng mà mình chỉ review những thứ thiết yếu và đẹp đẽ thôi. Đó, quá là đẹp đẽ, đẹp nhìn thấy muốn đẻ luôn. Đó, vũ khí Giáng sinh ha, mấy món này là thấy cũng bình thường. Mấy cái này thì thấy hết rồi ha, lúc trước thì có nhiều cái có thấy rồi. Vũ khí thì chưa có cái vũ khí nào mới đẹp ha. Vậy là mình chỉ mở những cái món vũ khí mà mình thấy là đẹp thôi. Một cái này có dạ quang kiếm gì nè, còn mang cái này. Đây là thời trang nè, cánh nè. Cánh thì cũng những cái cánh thường thôi ha. Cánh cũng lúc trước thôi, chưa có gì đặc biệt lắm. À, đây có hai cái cánh nè. Cái này phải cánh không? Đúng rồi, cái này là cánh. Mang.
Dưới này hình như có một cái, nãy hai con cái. À, không có, không có. Mình nhầm, mình nhầm. Này là gì á? Sần á? Ok, ok. Đây là bộ trang bị mùa xuân. Thì bộ trang bị thì cũng chưa thấy cái gì gọi là đẹp lắm. Đù, nhìn đẹp ghê không? Cộng lên là nhìn thấy nó lấp lánh chói ló liền. Bộ này sáng không bằng bộ kia ha. Này thấy có cái cánh ba mươi mấy. Đâu rồi, vô coi. Đây. Tăng cấp nè. Tăng nữa, tăng nữa, tăng nữa, tăng nữa. Nhìn thấy nó sao sao ha. Đây có rất là nhiều cánh nè, các bạn muốn chọn nào chọn. Đó. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Nhật nguyệt, nhật thực gì nè đó. Rồi ở đâu có cái bộ nào đẹp đâu? Không thấy cái thời trang nào đẹp hết ta. Thì sơ thì sơ lược thì nó bao nhiêu đó đó rồi. Bây giờ chúng ta vào đặc quyền ưu đãi VIP gì nè, có cái gì đi vòng vòng coi coi có gì không. Đây nhận thêm cánh, nhận thêm điểm gì nè đó. Nạp mỗi ngày là được nhận nữa nè. Rồi ở đây là đổi quà nạp nè. Cái khu này nó hơi lắc ha, không biết tại sao á. Khu này lúc nào nó cũng lắc nó sao sao các bạn. Trong chỗ đổi quà này nè. Gì vậy? Gì vậy? À, rồng nhỏ, má rồng nhỏ mà để cái hình bự vãi. Kéo lên không nổi luôn nè, lắc nè. Trời ơi. Khúc nào cũng mượt mà có vô trong này là thấy lắc rồi ha. Kéo muốn banh con chuột luôn á. Cái khúc này nó hơi dở ha. Cái khúc này nó hơi dở. Nó làm hơi hơi gọi là quá dở. Quá dở luôn chứ không phải là dở. Lắc quá. Đi ra. Rồi bây giờ chúng ta đi kiếm cái shop. Shop, shop đây. Shop bán đồ mộc kim cương ha. Phải. Shop mộc kim cương hết. Đây đồ 12 nè, đồ 10 nè. Ủa đồ giám gì đó. Đó. Còn đây là danh hiệu Olympus thủy hữu mặt trăng gì đó đó. Rồi sơ qua về cái con game là như vậy thôi. Rồi anh em nào có chơi thì vào ủng hộ ha. Con này từng up rồi, bây giờ up lại thôi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye.
Thì link tất cả mình để dưới phần miêu tả ha, code kit rồi cũng ở dưới luôn. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.